Chào mọi người, đây là cái mẫu thứ hai, Marie hướng dẫn ha. Thì bây giờ nó hơi đối xứng lại với cái mẫu mà Marie mới vừa vẽ. Một lát nữa Marie sẽ cho hai cái video này lên luôn ha. Thì đây, mình quay mình vẫn là lấy một giọt gel nè, mình để mạnh xuống nè. Mình để mạnh mình lượn ha. Rồi. Đó, mình hơi cong cái phần đó một chút xíu đó, xong rồi ha. Đó, để mình cứ lượn lượn nè. Mình cứ lượn lượn cọ là được đó mọi người ha. Đây. Cái này mình muốn cái phần này nó to ra một xíu nữa. Ý, nó bị lệch. Sorry mọi người. Rồi, cái phần này. Tại vì mình muốn vẽ cho nó giống cái mẫu mình để trên. Chứ nhiều khi hả mất công mọi người nói trời ơi sao để mẫu nẻo thì mình đánh một nẻo không phải vậy. Nhiều khi cái mẫu là do mình sáng tác, mình chỉ nương nương theo cái mẫu đó mình đi thôi, chứ mình không phải là nhất thiết là phải đánh mà bắt chước như vậy, thì nhiều khi nó cũng bị gượng lắm. Cứ mình cứ đi theo cái kiểu của Mary nè, mình thấy sao hợp lý là đi là được thôi, không có sao hết ha. Ở đây ha, cho một giọt gel đó. Đó, nó cúi xuống như vậy đó. Nhiều khi mình cũng muốn đánh cho nó khác khác mẫu một chút nữa, nhưng mà thôi, mình hướng dẫn mọi người thì mình cứ đi cho mọi người thấy nó như vậy đi cho nó dễ. Chứ mà đi ghét đánh mà nó giống nhau lặp lại lắm á mọi người. Rồi ha, ví dụ như mình vẽ cái mẫu này ha, cái mình sợ đó thì mình cho đi hơn, mình cho đi hơn thì mình đánh tiếp. Còn Mary thì Mary vẽ nó cũng tương đối ha, khá là lẹ đó, cho nên là Mary không có hơn. Rồi à, nó đứt như đó cũng được không sao nha, lát mình nối dần dần vô. Rồi mình mở cái phần này nó hơi to ra một tí. Mình hất nè, tại mình nghiêng, tại cái ngón tay của người ta mình nghiêng được á, có cái ngón chân là mình không có nghiêng được ha. Cái ngón chân là mình nghiêng móng với lại mình nghiêng người. Còn cái phần tay thì tương đối đấy, ok, không có sao hết, mình vặn được. Rồi, tiếp tục ha. Rồi mình để ở đây. Mọi người thấy Mary cẩn thận là Mary đang liếc màn hình để xem nó có tuột cái tay ra khỏi màn hình không đó. À, mọi người có bạn comment vô nói là ghét cái màn hình nhỏ, tại sao tiết kiệm màn hình nhỏ không phải, phải mở bung cái góc nó ra luôn, cái góc bên đây phải đó, ở phía dưới đó, mở bung ra là nó bung ra mọi người. Trời ơi, mọi người coi không được cái mọi người không vui á. Rồi để mạnh xuống nè. Đó. Mình mở bung nó ra, mình mở bung ra là được à. Đó, à. Rồi cái này mình lượn lên cũng được, mình lượn xuống cũng được, không sao hết. Mình thích lượn sao mình thấy nó hợp lý là được rồi. À, hay gì ở trên nó không có nhưng mà Mary vẫn thích, Mary vẫn cho vô được nè, nó vẫn có duyên á mọi người ha. Rồi Mary cho một nét ở đây nữa đó, nó tương tự, nó giống giống nhau là được rồi. Ok ha, vậy là mình đã được thêm một mẫu. Và ví dụ như mọi người thấy ở đây nó chống chống á mọi người, mà mọi người cho thêm nét đi cho Mary. Vậy đó ha. Đó, vậy là mình đã xong được thêm một mẫu nữa rồi nè. Rồi Mary dừng ở đây nha, để cho cái video nó càng ngắn á, mọi người coi nó dễ và nó post lên nó cũng nhanh nữa nè. Rồi Mary ngừng nha.